Thì giải pháp là chúng ta phải kết hợp cả khí công, cả thuốc. Đó, người ta gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Tinh hóa khí tức là chúng ta phải có thuốc, các vị thảo dược quý và một chế độ ăn uống hợp lý, nhiều rau xanh, rau củ quả. thiền chữa bệnh.com, Zalo thầy 090 336 2388. Mô Phật bạch thầy, thưa thầy, có bạn Phật tử Minh Tâm, bạn ấy đang bị đau dạ dày, gan nhiễm mỡ và bệnh suy thận đau lưng. Xin muốn hỏi thầy cách đăng ký khóa học online để khắc phục bệnh tình. Mô Phật, xin thầy hoan hỉ chia sẻ. A Di Đà Phật. Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn Phật tử Minh Tâm. Thì hiện tại bạn đang mắc nó khá là nhiều căn bệnh mãn tính, gan yếu này, thận yếu này, gan nhiễm mỡ, rồi là còn bị bệnh dạ dày nữa. Thì những căn bệnh này khi mà chúng ta bị một thời gian lâu dài, tại nhiều căn bệnh như thế thì chắc chắn là sức khỏe đã bị ảnh hưởng khá là nhiều rồi. Thì giải pháp là chúng ta phải kết hợp cả khí công, cả thuốc. Đó, người ta gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Tinh hóa khí tức là chúng ta phải có thuốc, các vị thảo dược quý và một chế độ ăn uống hợp lý, nhiều rau xanh, rau củ quả. Đó, khí hóa thần là luyện khí và luyện thiền định. Đó. Thì cụ thể bây giờ bạn cần một khóa học online toàn diện, chính là cái combo 4 khóa học của thầy: dịch cân kinh, bát đoạn cẩm, thiền chữa bệnh và khóa sửa bài online. Đăng ký khóa sửa bài, bạn vào đấy, bạn đăng những cái bài khí công bạn tập, bạn quay bằng video, bạn đăng vào đấy để thầy trực tiếp cùng sửa bài cho bạn. Đó, sẽ có thầy và các bạn trợ lý, các bạn lương y, ví dụ như là lương y Huỳnh Khánh Phong cũng là một đệ tử chân truyền của thầy, sẽ vào đấy cùng sửa bài, đó, trợ giúp cho bạn. Đăng ký, cách đăng ký khóa học thì nó cũng đơn giản thôi, bạn sẽ nhắn qua Zalo của thầy 090 336 2388 hoặc là vào thiền chữa bệnh.com, bạn nhắn tin qua fanpage của thầy để được thầy trợ giúp hướng dẫn cụ thể. Và như thầy đã nói thì ngoài khí công thì chúng ta cần vấn đề gì nữa, lương y cho biết rồi. Bạch thầy, xin thầy chia sẻ thêm về cái phương pháp tập luyện, ngoài ra thì mình có cần kết hợp thêm với cái chế độ ăn uống hay là ngủ nghỉ hay là sinh hoạt như thế nào, và có cần thêm các vị thảo dược quý với trường hợp bệnh nặng không? Vâng, thì chữa bệnh nó cần một giải pháp rất là toàn diện. Ăn uống này, ăn nhiều rau xanh, rau củ quả, ăn nhiều các loại đậu, các loại hạt như là hạt óc chó này, hạnh nhân này, hạt mắc ca. Đấy, chúng ta có thể tổng hợp những loại hạt đấy. Bây giờ nó có cái granola ấy, nó rất là nhiều các loại hạt, nó dùng những cái vị granola đấy ăn uống hàng ngày, tổng hợp dưỡng chất. Và tất nhiên là cần những vị thuốc quý, ví dụ bệnh đại tràng thì chúng ta dùng đặc trị tiêu hóa thầy Phúc Thành, rồi những căn bệnh gan thì có bài thuốc đặc trị gan đấy, rồi những căn bệnh thận yếu thì dùng đại bổ thận. Đó, những cái vị thuốc quý như vậy kết hợp cùng tập khí công, chắc chắn là sức khỏe tăng trưởng, chắc chắn là thân tâm an lạc, bệnh tật được tiêu trừ. Đó, thì chúng ta hãy vào trong website thiền chữa bệnh.com, nhắn tin qua thầy để thầy trực tiếp tư vấn hỗ trợ cho, tùy theo từng căn bệnh cụ thể để có những cái phác đồ điều trị đúng đắn nhất. Và nhắn tin qua Zalo của thầy 090 336 2388 để được chữa bệnh một cách tường tận, tường minh. Sẽ có thầy và các lương y, ví dụ như lương y Huỳnh Khánh Phong hay đội ngũ y bác sĩ bên thầy cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau trợ duyên cho chúng ta. Chúc tất cả chúng ta có một sức khỏe tốt, thân tâm thường an lạc. Om Mani Padme Hum Namatara Hari. Nếu bạn đang mong muốn học trọn bộ về khí công, dịch cân kinh, bát đoạn cẩm, thiền kim cương khí trị liệu, hãy liên hệ với thầy Phúc Thành qua số hotline Zalo 090 336 2388 để được thầy trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ. Vừa có những bài khí công đặc biệt chữa bệnh, lại có thêm những phương thuốc thảo dược đại bi tâm do thầy và các lương y trong Hội Nam Y Việt Nam cùng làm. Hãy liên hệ với thầy ngay để được trực tiếp thầy hướng dẫn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong khóa học này. Om Mani Padme Hum Namatara Hari.